các cập nhật sắp tới, Diệt Thần sẽ mở không giới hạn thời gian. Bản đồ Diệt Thần mới, hệ thống chọn thẻ bài trong Diệt Thần, tướng mới Vân Trung Quân. Theo nhiều lời yêu cầu của các vị anh hùng, nay tụ quán Naraga sẽ nhận một số hình thức nạp game như sau: nạp Steam, nạp PlayStation và Xbox, cày truyền lửa, cày Battle Pass, cày sáo cánh sao. Anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin trực tiếp cho fanpage của tụ quán nha. Link mình để dưới phần mô tả.压制一级神石和500级神石。
都是一样的。然后进去之后，先会让你选一个魂语，然后每次通关之后，就会让你选全新的魂语，也就是天赋点。属于这个六个玩法，现在说是有五十关，然后类似那个 PVP 的排位奖励啊，这个也会有 PVE 的这种排位奖励，就算 PVE 也可能有这个修罗啊类似的段位，这是六个玩法的结算，也很舒服，到时候期待一手，可以大概看一下，这个模式。